ある。Alo, alo, alo. Alo, alo. Vâng, không biết là mọi người, vâng, không biết là còn ai đang theo dõi, vâng, ai đang đợi chờ kèo đấu này không? Alo, 1, 2, 3, 4, nghe nó trả lời. Vâng, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với kèo đấu này thôi. Vâng, vừa mất mạng nha mọi người. Thực ra là điện thì vẫn còn, mất mạng. Vâng, nên là không thể live stream được cho tất cả anh em xem. Rất xin lỗi mọi người. Vâng, chúng ta sẽ đến với kèo đấu này. Đây là trận đấu đầu tiên của xế đấu thứ ba, và xế đấu thứ hai thì chúng ta để thua với tỷ số là 2-3. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì các game thủ vẫn nhân tiện thì xúc luôn được 1C. Bị mất mạng mọi người ạ. Vâng, rất xin lỗi anh em một lần nữa. Phán lô đi Kami. Vâng, có lẽ là đợi. Vâng, tầm một tiếng nữa thì em sẽ phán lô. Quay trở lại với trận đấu này thôi. Một bài mà ôm Catalan của Juki thông tin báo về là không có cửa. Phía bên kia đội U98 nếu như ôm được he thì đây sẽ là một trận đấu tươi dành cho thành viên của bên phía team KTV. Ôm được he thì Chip Boy sẽ khỏe. Ôm được he thì Chip Boy sẽ khỏe. Tham lai là 21 dành cho U98 ở thời điểm này. Bán đấy, bán đấy. Như vậy là đó là lạc, đó là cung R của Kỳ Bắc Ninh chứ không phải là, vâng, không phải là, vâng, không phải là cung R của Chiboy. Đây là máy của game thủ Chiboy, tham lai là 42. Vâng, rất cẩn trọng, không dám đi ra ngoài. Đây là tấn công đầu tiên của Chiboy đi để có thể bắn bãi vàng. Dưới, em đi thẳng đi. À đây à. Chỉ là vậy, vậy. Tốt. He cũng đang bị mất vàng. Vâng, như vậy là He đã bay vàng trong trận đấu này. Người cầm Hitty, vâng, đang khỏe. Hãy cùng xem màu 4 đang gặp ai. Cánh phím này như vậy là màu 4 gặp Mạnh Hào. Còn Nai, Nai vẫn đánh cùng trong trận này. Tham lai là 41-44 để ý sửa ruộng. Vâng, cung R của Egypt, một loại cung đam không được cộng, nhưng vấn đề là máu trâu. Vâng, như vậy là lạc đà đang công vào. Mang hết dân ra sửa đi em ơi. Mang hết dân ra sửa nào. Sửa kia, sửa cái ở dưới. Vâng, như vậy là lạc đà lọt phía bên trong rồi. Nai không thủ không dẻo lắm. Vâng, bung nha. Nai thủ không dẻo lắm, cần phải mang nhiều phù sao. Như vậy trận đấu này Hoàng Công Nghiệp dường như là người đi dâng. Vâng, một trận đấu cầm Minoan và đi dâng, và chỉ để cho một mình Kỳ là người cầm chủ lực trong trận đấu này thôi. Vâng, xét về quân thì bên mình đang là đẹp hơn, và thế trận thì tham lai vẫn là cân thôi. Phía bên kia màu 8 dâng lờ, 8 dâng L thôi. Vâng, đây là máy của Mạnh Hào. Nhiều lạc đà lắm. Vâng, 1-2 con phù thủy thì tôi nghĩ rằng là, vâng, 2 con phù thủy cũng sẽ giảm bớt được, vâng, một chút ít. Vâng, cũng sẽ giảm bớt được một chút ít dành cho game thủ, vâng, dành cho game thủ Nai. Vâng, cố gắng để giữ nhà cho Nai thì là tươi dành cho cặp đôi cánh phía bên này. Vâng, khi mà phía bên kia màu 5 cũng đã yếu rồi. Tham lai là 49/52. Tất tay quần sang đỡ nào. Đỡ chưa? Đỡ đấy. Về về đi này. Đây là máy của này. Vâng, như vậy là đỡ được nhà xong. Bây giờ thì về nhà cơ cấu lại cái ruộng này. Vâng, cơ cấu cái hốc này. Juki cũng chỉ còn từng đấy lạc đà thôi. Cánh phía bên kia nào. Đây là máy của Chiboy, tham lai đang là 70. Vâng, đang trần lực đánh thủ khi mà khi mà Azidan cũng đang đẩy một tấn quân to lên. Ai có lạc đà không? Cũng chỉ đáng có lạc đà vào nhà của Kỳ đi. Vâng, đứng tất ở trên dốc. Vâng, tham lai đang là 75/72. Bị đốt mid BE. Nhà 6 cực xấu nhá. Ai có lạc đà thì vào nhà màu 6. Vào nhà màu 6 đi. Vâng, chốt tất cả những cái vị trí mà hiểm yếu vào, không cho lạc đà vào phía bên trong. Và đứng tất vào. Vâng, kể cả, vâng, có quân của đội bạn đông, nhưng mà mình có con dốc. Và đây là cung Hitty.
không dễ để cho đội bạn có thể làm được, vâng, có thể công được nhà của game thủ Chiboy thì hiện tại rất khó để công. Vâng, tôi có thể khẳng định với các bạn một điều như vậy. Hở kìa, hở rừng kìa. Vâng, sao tự dưng lại con nông dân nó chạy ra phía bên ngoài nhỉ? Ai vào nhà của màu 6 đi nào? Vâng, dường như là có một ai đấy đang mang quần về đỡ nhà của Chiboy à? Tôi thấy bắn cái gì đấy? Để Nacho. Vâng, và đang thủ rất trần lực. Có ai sang đỡ Chiboy không? Hoặc là đi công đi. Thế thì công công vào nhà 16 đi. Nhà 16 nó xấu lắm này. Đang đi máy đấy thôi, game thủ 98. Tham Lai đang chỉ còn được 13 thôi, nhà xấu lắm. Vâng, Hào đang bảo về là chém 6 đứt xích luôn. Một tuần đi quân to tới từ game thủ Mạnh Hào. Trong khi đó đến với chiến trường chính khi đội bạn vẫn đang nhăm nghe ốp vào nhà của game thủ Chiboy. Vẫn đang đỡ bằng hai kích quân. Đứng ở trên một con dốc, một cái hốc cực nhỏ tới từ game thủ Chiboy rồi. Vâng, đơn giản là câu kéo thời gian. Đội bạn làm gì với tình huống này khi mà Hitty đang đứng ở trên dốc 4 tầng và có những vị trí BE. Lạc đà không, đang không vườn quanh đây nữa mà dường như đang đi ở một khu vực khác. Chiboy vẫn đang 4A ra đều. Vâng, Hào chuẩn bị vào. Chiboy chuẩn bị ra bắn kìa. Hào để ý kìa. Vâng, ăn được khá dần của game thủ Kỳ Bắc Đinh rồi. Nhà xấu nhá, nhà Kỳ xấu lắm. Vào. Như vậy người ta mang khá nhiều quân về đỡ. Chiboy ngoi ra đi em. Bảy sang nhà của Nai rồi thì Chiboy ngoi dần ra đi. Tham Lai là 58/68. Đấy đấy, ruộng nó kìa, Mạnh Hào kìa. Đấy. Vâng, báo trước em biết thế, nhà nó xấu lắm luôn đấy. Hai tay cung của mình đỡ nhà tốt là ổn. Tham Lai 50 dành cho Nai. Vâng, cung R Egypt mặc dù đang chỉ có là tầm sang 1 nhưng đã có giáp 4. Không, vâng, những con lạc đà không phải là đối thủ. Vậy vẫn đang là hơi lòng vòng tí xíu dành cho game thủ Nai. Nai đơn giản là câu kéo thôi. Nào, vào đây. Vào đây. Vào hộ cái hay ơi. Vào đây nào. Vâng, bơi hết vào đây, bơi hết vào đây. Không, vẫn đỡ được nhà, Chiboy đỡ được nhà của em đi. Đừng có sang cứu. Nhà của Chiboy quan trọng hơn. Nhà ông Nai thì như một cái chuồng gà đấy nên thì không cần phải cứu gì. Câu đam thôi, Tham Lai vẫn 49/52. Bán định máy đến được game thủ Chiboy, Tham Lai là 97/112. Để ý kích quân. Tiếng game kìa. Vâng, tiếng game. Ồ, như vậy là dường như là mất tiếng game. Vâng, đây là tân ốp. Vâng, không biết là mọi người đã nghe thấy tiếng game chưa. Đây là tân ốp quân của đội bạn. Nhìn Chiboy đang rất đông quân. Vâng, thích thì bơi vào đây. Bơi vào đây nào. Cả Nai cũng đang sang cứu rồi. Cùng với Hitty đã có tầm đầu máu. Điều quan trọng đó là sự khác biệt trong trận đấu này, đó là đầu máu của Hitty. Còn AC Dan thì không. Nai có quân sang đỡ nhà cho game thủ Chiboy. Chắc chắn đỡ được nhà rồi. Mặc dù vậy thì Tham Lai của Chiboy, vâng, mặc dù vậy thì Tham Lai của Chiboy tụt một tần nhưng không sao cả. Theo thông tin Mạnh Hào báo về thì AC Dan của đội bạn cũng đang có một tần mất ruộng. Đây là máy của Nai. Tham Lai đang là 5x. Đây là Nai. Ổn rồi. Một trận đấu câu kéo tốt. Vâng, lại chạy dần thôi. Thực ra cái nhà như cái chuồng, vâng, cái chuồng gà như thế này thì, vâng, nó chỉ là để câu đam thôi. Vì vậy lạc đà của đội bạn đang là tương đối đông. Jiugi đang có lạc đà. Vẫn đỡ được cho Chiboy. Vâng, xong rồi. Bây giờ thì lại mang quân về đỡ nhà không? Lại mang quân về để bắt quân của đội bạn. Vâng, quay về bắt hết quân của đội bạn đi. Xét về thế trận đối 4-4 thì đội bạn không có một tí cửa gì. Mình có, vâng, đạp đôi Egypt, có hot tuyển của Hitty, có voi thần của Pơ. Vâng, không sợ bất kỳ một thể loại gió mùa nào cả. Vâng, không có gì. Và Nai lại quay về. Và vâng, dùng những con cung đầu của Hitty để đỡ nhà.
Trong khi đó thì đây là máy của game thủ Chipboy, tham lại là 73/160. Thông tin của Mạnh Hào báo về thì đội bạn đang mang rất nhiều vòng chết, rất nhiều ruộng ở nhà chính rồi. Và đây là turn mà Mạnh Hào có cực kỳ nhiều phù thủy đang ở nhà. Turn đấu lạc đà này sẽ khiến cho tham lại của thành viên của phía team Skyred thậm chí còn bị đè lên rất mạnh cơ. Quyết, vâng, hè quyết rồi, 1-0 dành cho Game TV. Vâng, một trận đấu mà các thành viên bên phía đội bạn quá tập trung vào nhà của Nai cũng như nhà của Chipboy. Và đó là điều kiện để cho Mạnh Hào vâng có thể vâng chọc quái rất tốt. 1-0 trong C3. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những phút để đến với trận đấu thứ hai. Vâng, lên hình cái là đánh khác bọt ngay.